Bác sinh bệnh ơi. Ai gọi lão đây? Cậu đi đâu? Bác cho cháu xuôi theo sông cuộc đời này xuống bến hạnh phúc. Bến hạnh phúc à? Xuống bến ấy khá xa, lại phải vượt qua lắm ghềnh nhiều thác. Cháu thanh niên trai tráng, sợ gì vất vả hả bác? Vậy được. Và cậu đi một mình hay đi với ai? Trên đường đi, cháu sẽ đón thêm một vài người bạn nữa. Chúng ta lên đường thôi bác, cháu nóng lòng quá rồi. Khúc sông này êm đềm quá bác ơi, con thuyền cũng lướt rất nhanh. Anh bạn ơi, đợi chúng tôi với. Chúng tôi ở đây này. Các bạn của cháu, tiền tài và địa vị đấy bác ạ. Bác ghé vào gần bờ đón họ nhé. Được. Chúng cháu chào bác. Chào hai cháu. Cháu vẫn còn mấy người bạn nữa. À, họ kêu rồi bác ơi. Danh vọng và bình an, hai bạn lên thuyền đi. Bác xin mời ơi, sao bây giờ thuyền đi chậm thế? Thuyền đông người lên, nặng hơn nên không thể đi nhanh như trước được. Các cháu ngồi cẩn thận nha, sắp tới nơi nước chảy xiết rồi đấy. Thuyền sẽ chao đảo nhẹ. Bác ơi, hai người bạn tình yêu và hạnh phúc hẹn cháu chỗ này. Bác bẻ lái vào đón họ bác nhé. Chỉ lần này nữa thôi nha. Con thuyền này nếu chở nặng hơn sẽ không vượt qua được những gành thác trên sông đâu. Tình yêu, hạnh phúc ơi, nó đến rồi nè, mau lên thuyền thôi. Đây là hai người cuối cùng nhé, thuyền sắp quá tải rồi. Anh bạn ơi, cho chúng tớ lên nữa. Bác ơi, bác có thể cho bạn sức khỏe và may mắn của cháu lên thuyền không? Con thuyền nhỏ này không thể chứa thêm một người nào nữa. Chúng ta nên đi thôi. Anh bạn ơi, cho chúng mình lên thuyền với. Sức khỏe ơi, may mắn ơi. Chỗ này nước cạn, cố gắng nhảy lên thuyền đi. Không ngờ hành trình đến bến hạnh phúc lại khó khăn như vậy. Tôi chèo thuyền sinh mệnh trên sông cuộc đời này bao nhiêu năm, đã trải nghiệm ra một điều: phàm những ai lúc khởi hành đem theo hành trang thật nhẹ nhõm đều cập bến thành công. Còn như cậu, nào là tiền tài, địa vị, nào là danh vọng, bình an, rồi tình yêu, hạnh phúc, lại cả sức khỏe, may mắn nữa. Cậu muốn đem theo tất cả. Con thuyền sinh mệnh quá đa mang, không thể nào đến bến bờ hạnh phúc.